Vào tối ngày 27 tháng 9, Cường Đô La đăng tải hai hình ảnh mới chụp của các con tại nhà. Bức ảnh này ghi lại khoảnh khắc Su Beo cùng em gái Su Chin chơi đùa với chú cún Tico. Anh hai vừa sang nhà bố, đã ngay lập tức ấm bồng Tico đầy nâng niu, tạo dáng chụp hình cực đáng yêu. Ở một diễn biến khác, khi anh hai đang chơi đùa với chú chó Tico, bé Su Chin lại không rời mắt khỏi thú cưng của mình. Hình ảnh ba bố con cùng thành viên mới của gia đình quây quần được phan thả tim dần dần qua những hình ảnh vợ chồng nam doanh nhân đăng tải có thể thấy bé su chin thích thú với thành viên mới này sau khi nhận nuôi chú cún bị bỏ rơi hai con của cường đô la là su beo và su chin rất nhanh đã thể hiện sự yêu mến với vật nuôi nhỏ gia đình cường đô la và đàm thu trang được khán giả yêu mến bởi luôn mang đến những nguồn năng lượng tích cực bởi các hoạt động thiện nguyện vừa qua đại gia phố núi đã nhận nuôi một chú cún bị bỏ rơi ở ngoài công viên hai nhóc tỷ su beo và su chin nhanh chóng bày tỏ tình cảm với thành viên mới trong gia đình dù mới gặp nhưng gia đình Cường Đô La, Đàm Thu Trang đã dành rất nhiều tình cảm cho chú chó Tico. Cư dân mạng còn hết lời khen ngợi gia đình Cường Đô La Đàm Thu Trang khi đã cứu mang chú chó Tico và chăm sóc như thể con cái trong nhà. Vợ chồng cô còn có cách dạy dỗ con cái khiến nhiều người phải khâm phục. Vì dù là Su Beo hay Su Chin thì cả hai đều yêu thương Tico như anh em ruột thịt. Thế lực nhí Su Chin mặc dù rất nhỏ tuổi nhưng vẫn không hề có một chút sợ sệt gì chú chó Tico. Thay vào đó cô nàng rất cuốn quýt với chú chó nhỏ. Vợ chồng nhà Đàm Thu Trang đã đăng tải loạt hình ảnh mới của các con lên trang cá nhân, khiến người hâm mộ phải trầm trồ vì độ chịu chơi của cặp đôi. Vì dịch bệnh hoành hành, vợ chồng doanh nhân phú núi đã chuẩn bị hẳn một khu cắm trại khang trang trong nhà để các con có thể thoải mái vui chơi nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch. Hình ảnh khu cắm trại tại gia sang xịn mịn của anh em Subel Suchin đã khiến dân mạng không khỏi suýt xoa